Chúng tôi cùng với giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Trên Người Việt Channel. Và thưa quý khán giả, hôm nay là chiều Chủ nhật ngày 30 tháng 1 năm 2022. Chúng tôi cũng xin nhắc là thưa quý vị, vào ngày mai lúc 11 giờ giờ Hiếu Tinh, 9 giờ giờ Cali và đúng giao thừa tức là 12 giờ đêm tại Việt Nam, chúng tôi có một buổi gọi là tất cả các diễn giả của chương trình Người Việt Channel đón mừng xuân nhâm dần. Do đó quý vị, giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc sẽ làm livestream luôn, cho nên mời tất cả quý vị đón nghe cái chương trình rất là hấp dẫn. Hầu hết các vị khách mời của chúng tôi đều có mặt trong chương trình đón mừng xuân nhâm dần. Và thưa quý khán giả, trước khi vào chương trình thì chúng tôi cũng xin mời quý vị ủng hộ bằng cách là quý vị subscribe, like và share chương trình đến bạn bè và thân hữu. Thì bây giờ để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc đó thảo luận một cái đề tài mà mong rằng quý vị sẽ theo dõi. Quý vị theo dõi để coi thử là cái vấn đề bầu cử ở Mỹ này nó như thế nào. Nó phức tạp lắm thưa quý vị. Tại sao là bầu cử gọi là phiếu phổ thông, thắng phiếu phổ thông nhưng mà là thua phiếu cử tri đoàn thì cũng vẫn là thua. Cho nên mong quý vị đón nghe và một cách kỹ lưỡng để giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc mà trình bày cái vấn đề bầu cử tại Hoa Kỳ và đặc biệt là cái vấn đề đảo chính, có cuộc đảo chính ngày 6 tháng 1. Quý vị trước đây nghe nói là họ biểu tình gọi là bạo loạn thôi, đâu có gì đâu đảo chính, nhưng mà không, cuộc bạo loạn đó để dẫn tới đảo chính, tức là họ sắp xếp chương trình cử tri đoàn giả, giấy tờ giả để chuẩn bị người vân vân và vân vân. Thì ngày hôm nay chúng tôi mong quý vị khắp nơi muốn hiểu về cuộc bầu cử của Mỹ ra làm sao, cũng như là cái cuộc đảo chính bị thất bại. Xin mời giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc sẽ bắt đầu. Dạ, xin kính chào quý khán thính giả của Đài Hoàng Đất, xin lỗi, Người Việt Channel. Và lần này thì tôi trở lại với cái đề tài chính là cái cuộc đảo chính, một cái âm mưu đảo chính mà chúng ta ít để ý tới nhưng mà thật sự nó có cái tầm vóc vô cùng quan trọng mà tôi sẽ trình bày hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào trong cái đề tài chính thì tôi có một cái vấn đề về ông Trump mà muốn chia sẻ với quý khán thính giả. Cái vấn đề mà tôi muốn nói ở đây đó là có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng ông Trump sẽ tái tranh cử năm 2024. Thì tôi sẽ chia sẻ bằng những cái video mà ông ta đã nói cách đây vài ngày. Và nhất là ông ta đã nói tối hôm qua, chiều hôm qua tại Houston, thì tôi xin mời quý vị nghe nha. First on T, 45th President of the United States. 45th and 47th. 47th. Yes, I love that. Mr. Donald Trump. Ladies and gentlemen. Tức là đó, khi người ta giới thiệu ông, trước khi mà ông đánh cái trái banh đó, thì đây là Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Thì ông quay lại ông nói, Tổng thống thứ 45 và Tổng thống thứ 47. Có nghĩa là ông sẽ ra tái tranh cử và ông sẽ thắng. Và đây là cái đoạn video tối hôm qua, chiều hôm qua tại Conroe khi mà ông tổ chức một buổi gây quỹ, một buổi thăm dò đó. Thì ông nói như thế này thưa quý vị. I run and if I win, we will treat those people from January 6th fairly. We will treat them fairly. And if it requires pardons, we will give them pardons because they are being treated so unfairly. Đó. Trong cái buổi nói chuyện này đó, thì ông ta nói nếu tôi ra tranh cử và nếu tôi thắng, thì tôi sẽ coi như là cứu xét lại những cái kẻ mà gây ra rối loạn và có thể thì tôi sẽ tha tù tội cho họ. Thì hai cái dấu hiệu này cho thấy là ông Trump sẽ ra tái ứng cử năm 2024. Thì khi quý vị nghe cái điều này, quý vị rất là tức đúng không? Chán phải không? Tôi cũng vậy. Nhưng mà tôi sẽ cho quý vị một cái tin rất là vui mà tôi mới đón nhận được hôm qua
đó là nếu mà đó, cuộc bầu cử năm 2024 xảy ra đó, giữa Biden với Trump hay là giữa Biden với DeSantis, thì ông Biden có hy vọng thắng hai người này hay không? Tại vì nhất là bây giờ chúng ta thấy đó là cái tình trạng gọi là thăm dò dư luận thì ông Biden xuống rất là thấp, từ 59-60% ngày hôm nay còn có 43% mà thôi. Cho nên chúng ta có một cái nhìn rất là bi quan là ông Biden chắc sẽ không có thành công trong năm 2024. Thì tôi đưa ra một cái tin cho quý vị thấy là nó không phải là như vậy. Cái cuộc thăm dò dư luận thực hiện từ ngày 10 Tây đến ngày 21 Tây của tháng 1 năm nay đó, phỏng vấn 1.000 người adult, tức là những người lớn đó, trên toàn nước Mỹ, với cái chỉ số sai lệch là cộng 4 và trừ 4. Thì nếu đây là cái sự thăm dò dư luận của một cái trường đại học có tên là Marquette University, trường đại học luật, nằm ở Wisconsin. Và tôi để cái link ở dưới đây để quý vị có thể vào kiểm chứng những gì tôi chia sẻ. Thì theo cái sự thăm dò dư luận này đó quý vị, nếu mà DeSantis đó, mà đối đầu với Biden đó, thì DeSantis chỉ được có 33%. Biden được 41%. Nhưng mà cái điểm lưu ý nha, 18% đó, họ nói rằng sẽ ủng hộ người khác. Và 8% nói rằng họ sẽ không đi bầu nếu mà hai người này. Nhưng mà cái điểm chính là gì? Là ông Biden dẫn ông DeSantis. Còn nếu mà Biden đó phải tái đấu với Trump á, thì nó vui hơn quý vị. Bởi vì đó, Biden đó, đối với Trump đó, thì được tới 43%. Trong khi đó, đó Trump chỉ được có 33% và 16% thì thích người khác. Và 6% nó sẽ không đi bầu. Cho nên, đó, vấn đề đây quý vị thấy rõ ràng không? Là đó, nếu mà Trump ra đó, thì nó là cái lợi. Và tôi đã nói từ đầu rồi thưa quý vị. Trump đó, chỉ mất đi người ủng hộ. Nha. Năm vừa rồi ông đã thua khoảng chừng 4%. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy người ủng hộ không tăng. Nhưng mà người không ủng hộ ngay cả trong nội bộ của ông nữa. Trong những người QAnon, những người đã bị tù, họ cũng không còn điên cuồng như trước đây nữa. Cho nên quý vị thấy rõ ràng không? Những gì tôi nói đó, nó đã thể hiện qua được cái sự thăm dò dư luận ngày hôm nay. Thì đó là một tin vui mới và tôi chia sẻ và quý vị có thể kiểm chứng cái tin tôi nói đến từ một cái trường đại học có uy tín, nổi tiếng. Đó là trường Marquette University Law School. Đó. Thì cái link đây, còn nếu vị cần tôi post cái link ra ở bên comment thì tôi sẽ làm. Đó. Bây giờ chia sẻ cái phần đó để cho quý vị cảm thấy hứng thú hơn. Đừng có những cái gọi là quá bi quan. Bởi vì chung quanh mình nghe toàn là những cái gì xấu xa không. Cũng như hôm qua tôi có nghe anh Mai Loan có chia sẻ về cái đề tài gọi là kinh tế. Kinh tế nó đang phát triển, nó đang nóng lắm quý vị. Và như là dưới thời Reagan vậy đó. Nhưng mà chúng ta bị cái COVID-19 rồi giá cả nó lên thì chúng ta hoảng sợ, nhưng mà thực tế đó thì chúng ta không có nên lo âu. Và tôi có rất là nhiều cái triển vọng thấy rằng COVID-19 này kia nó cũng đang xuống nữa đó nó Bách. Cho nên đó, từ đây đến tháng 11 xin giáo sư bây giờ xin giáo sư Quốc xin tóc ra xe cho tôi cái volume cho nó hơi nhỏ đó. Bây giờ để tôi nói sát vô chút xíu nha. Dạ, dạ. Tôi phải nói sát vô. Bây giờ. Rồi. Nhờ giáo sư stop xe để qua cái volume cho nó không cũng được rõ lắm. Dạ. Volume của anh lớn lắm đó nha, Hoàng Bách. Rồi, được rồi, giáo sư. Rồi, ok. Đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Bây giờ chúng ta đi vào đề tài chính của ngày hôm nay. Đó là cuộc đảo chính qua cái đại cử tri giả và giấy chứng nhận bầu cử giả. Thì như mọi người chúng ta đã biết, trước đây chúng ta quan tâm đến những cái cuộc đảo chính mà trong đó đó là cái người mà chủ mưu đó, thì không ai khác hơn là ông Tổng thống Donald Trump. Ông đã tuyên bố cuộc bầu cử là giả sau một đêm khi mà số phiếu đếm nó được thay đổi đó. Bởi vì phương cách đếm phiếu
của mỗi tiểu bang nó khác nhau, thì ông nói là cuộc bỏ phiếu giả. Rồi sau đó đó có những người đã ủng hộ ông, những dân biểu và những thượng nghị sĩ đã ủng hộ ông, và 6 người đó mà âm mưu đảo chính mà tôi đã trình bày trong những chương trình trước đây đó là Jim Jordan, Andy Biggs, Paul Zagoza và Scott Berry và Brooks. Đây là 6 nhân vật chính ở Hạ viện đã âm mưu giúp ông để mà đảo lật đổ cái chính phủ Biden. Người nữa đó là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas, đó là ông Ken Paxton. Đó, ông ta đã đưa lên kiện tối cao pháp viện. Và lúc mà ông ta ra như vậy thì có 100 dân biểu và 18 bộ trưởng bộ tư pháp của những tiểu bang khác chạy theo ông ta để thực hiện cái cuộc đảo chính. Không những như vậy, chúng ta còn có những cái tên như là Lindell, Powell và Giuliani đã đứng ra tung những cái tin giả để mà đảo chính. Chúng ta cũng có cái tin là Trump dùng quân đội để cướp mấy cái thùng phiếu để mà tổ chức một cuộc bầu phiếu mới. Và chúng ta cũng biết cái cuộc đảo chính nó thực hiện bởi vì Trump muốn điều kiện ông Mike Pence thay đổi cái kết quả của cuộc bầu cử. Nhưng mà rồi từ đó nó tạo ra những cái phong trào gọi là Stop the Steal, rồi nó tạo ra Say America March, xuống đường để mà bảo vệ Hoa Kỳ. Từ những cái chương trình này nó gây ra những sự bạo động, những cái sự rối loạn mà nó sẽ đi vào một cái lịch sử đen tối của nước Mỹ. À, nhưng mà thưa quý vị, có một cái âm mưu đảo chính đã được đưa ra cách đây vài tuần nhưng mà ít được nhắc nhở đến, nhất là trong tôi để ý trong giới truyền thông của người Việt Nam chúng ta, họ chỉ nói thoáng qua. Nhưng mà thưa quý vị, cái Cộng hòa âm mưu đảo chính Biden bằng cách tạo đại cử tri giả và giấy chứng nhận kết quả bầu cử giả như vậy đó, thì quý vị biết á, cái cuộc đảo chính này nó rất là nguy hiểm. Nó còn nguy hiểm hơn cả những cái cuộc bạo động mà chúng ta thấy. Đó, và tôi sẽ giải thích cho quý vị ở phần chót tại sao nó nguy hiểm là như thế nào. Nhưng mà đó, đây là một cái đề tài nó cũng khó hiểu quý vị. Bởi vì nó liên quan đến cái thể thức bầu cử tổng thống của nước Mỹ. Là một cái thể thức nó gọi là khó hiểu nhất trên thế giới. Bởi vì mỗi tiểu bang có một cái luật khác và cái hệ thống nó không có thông thường được những quốc gia khác sử dụng. Cho nên tôi muốn ôn lại, nhắc lại cũng như là chia sẻ cho những vị mà chưa hiểu rõ đó, thì cố gắng hiểu thêm thì quý vị sẽ thấy cái đề tài nó vô cùng lý thú và nó tại sao nó là quan trọng. Thì thứ nhất tôi muốn nhắc lại cho quý vị biết là cái cách lựa chọn tổng thống ở Hoa Kỳ nó rất là khác thường. Nó họ không có lựa chọn tổng thống trực tiếp, tức là đi bầu kết quả ai thắng thì là thắng, đó là gọi là popular vote. Nhưng mà họ lựa chọn tổng thống gián tiếp qua một cái hệ thống cử tri đoàn, hay là chúng ta còn gọi là electoral vote college system. College ở đây nó không có nghĩa là đại học nha quý vị, mà nó có nghĩa là một tập đoàn, là một đoàn thể. À, là chữ college ở đây nó có nghĩa là hệ thống những cái cử tri đoàn. À, trong cái cuộc bầu cử tổng thống của nước Mỹ đó, thì 538 lá phiếu. Mặc dù rằng số phiếu có thể là 156 triệu, 160 triệu, 150 triệu. Nhưng mà cái số phiếu để mà tính, để mà thắng tổng thống á, thì nó là phiếu cử tri đoàn. Nó trong đó nó có tổng cộng là 538 lá phiếu. Muốn thành tổng thống Mỹ đó, thì phải cần 270 phiếu cử tri đoàn. Tức là chúng ta lấy 539 mà chia cho 2, nó là 269. Nhưng mà anh phải trên 269, tức là 270. Thì cái quan trọng ở đây là quý vị, là số cử tri đoàn đó, của mỗi tiểu bang tùy thuộc vào cái dân số. Tiểu bang California là đông nhất, cho nên cái số cử tri đoàn của họ có nhiều nhất. Số cử tri đoàn của một tiểu bang đó, là nó con số của cái dân biểu
cái số người dân biểu mà họ có trong tiểu bang cộng với hai thượng nghị sĩ thì nó sẽ ra cái số cử tri đoàn. Chúng ta lấy ví dụ như California năm 2020 đó thì có 55 cử tri đoàn. 55 cử tri đoàn này từ đâu ra thưa quý vị? Từ 53 dân biểu của 53 địa phận thì ở trong đây sẽ có 53 cử tri đoàn và thêm hai cử tri đoàn lựa chọn để cho thay vào con số hai thượng nghị sĩ. Hai thượng nghị sĩ, hai cử tri đoàn, 53 dân biểu là 53 cử tri đoàn, trong đó tổng cộng lại là 55. Washington DC mặc dù không là một tiểu bang nhưng người dân ở đó họ đóng thuế, họ sống trên đất nước Mỹ, họ sống ngay cả nay trên thủ đô, cho nên ở đó họ có hai cử tri đoàn. Cái vấn đề đây á thì chúng ta phải, quý vị phải hiểu rõ cử tri đoàn là gì và cái giấy tờ quý vị phải hiểu đại cử tri là gì và quý vị đại cử tri và là gì thưa quý vị? Đại cử tri là một con người sống ở trong một cái địa phận và họ là những người được đề cử bởi đảng. Thí dụ như chúng ta thấy 55 cử tri đoàn ở tiểu bang California, 55 này người này từ đâu có? Từ đảng Dân Chủ đề cử ra. Và đảng Cộng Hòa cũng đề cử 53 người của đảng Cộng Hòa. Mỗi đảng đề cử 55 người, gọi là đại cử tri, tức là tiếng Anh nó gọi là elector. Đại ở đây không có nghĩa là lớn, mà đại ở đây có nghĩa là đại diện cho các cử tri. Thành ra những người này đó được đề cử bởi đảng nha vị. Mỗi đảng có phương cách đề cử khác nhau, có thể bỏ phiếu hoặc là có thể chủ tịch đảng lựa chọn, hay là những nhân vật cao cấp lựa chọn, hay là một cuộc bỏ phiếu trong nội bộ của những người của đảng. Rồi đó là cái dạng thứ nhất. Cái này là quan trọng nè. Trong cái mùa bầu cử tổng thống đó, khi mà bỏ phiếu cho tổng thống, tức là cũng bỏ phiếu cho cái người đại cử tri đó. Tôi nói một cái thí dụ nha anh Hoàng Bách. Thí dụ tôi là một đại cử tri, anh cũng là một đại cử tri, tôi là đại cử tri của đảng Cộng Hòa, anh là đại cử tri của đảng Dân Chủ, thì khi người nào mà bỏ phiếu cho ông Biden đó, tức là họ bỏ phiếu cho anh luôn đó, tức là anh sẽ là người thay mặt họ để bỏ phiếu cho ông Biden đó, anh sẽ là đại diện cho họ để bỏ phiếu cho ông Biden. Nếu ông Trump thắng á, nếu ông Biden mà thắng á, anh sẽ là người đại diện để bỏ phiếu cho ông Biden. Nếu mà ông Trump thắng á, tôi sẽ người đại diện cho cái khu vực đó để mà bỏ phiếu cho ông Trump. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Và cái hệ thống là winner take all system, có nghĩa là dựa vào cái số dân đi bầu. Thí dụ như tiểu bang California, dù vào chúng ta ông thấy ông Biden ông thắng, thì ông lấy tất cả những cái cử tri đoàn, 55 cử tri đoàn đó, tức là 55 cử tri đoàn của đảng Dân Chủ sẽ đại diện người dân California mà bỏ phiếu cho ông Biden. Đó, vì tất cả những cái elector này, tất cả những đại cử tri này, nó lập ra cái mà ngày nay chúng ta gọi là Electoral College, tức là một cái nhóm của tất cả những cái người đại cử tri. Thì các cái từ nó gọi là Presidential Elector, tức là khi mà ông Biden thắng ở tiểu bang California chẳng hạn, thì anh Biden, anh Hobart là đại cử tri của Dân Chủ trong cái địa phận đó. Anh Hoàng Bách được gọi là Presidential Elector, tức là người sẽ đại diện cho tiểu bang California để mà bỏ phiếu cho ông Biden. Tới đây anh Hoàng Bách, còn một chút xíu nữa nha anh Hoàng Bách. Thành ra đó, tôi đưa cho quý vị thấy thí dụ nè. Cái thí dụ này rõ ràng cho quý vị thấy. Đây là tên những người đại cử tri từ tiểu bang Texas năm 2016. Khi mà ông Trump ông thắng ở nước Mỹ đó, ông thắng được số phiếu gọi là cử tri đoàn đó, thì những người này đấy nè quý vị, năm 2016 đó, họ trở thành Presidential Elector. Còn những người của bà Hillary, những người của đảng Dân Chủ, coi như là im hơi lặng tiếng. Không được gọi là Presidential Elector. Họ chỉ là Republican Elector.
Democrat elector, Democratic elector. Còn những người của đảng Cộng Hòa đó năm 2016, những người này là những người sẽ bỏ phiếu cho ông Trump thay mặt tất cả người dân của tiểu bang Texas. Và đây là cái ví dụ thứ hai, tiểu bang California năm 2020, ông Biden thắng. Cho nên những cái đại cử tri của đảng Cộng Hòa coi như bị dẹp tiệm. Mà những cái đại cử tri của đảng Dân Chủ, trong đó có 55 người, và đây là những cái danh sách của họ, đây là những cái tên tuổi của họ, họ là những con người sống trong địa phận của 53 dân biểu, và có hai người không trong cái địa phận, đó là hai người đại diện cho hai thượng nghị sĩ đó. Thì tổng cộng là 55 người này, họ là những người sẽ bỏ phiếu thay mặt toàn thể người dân California, bỏ phiếu cho ông Biden và bà Kamala Harris. Thì đó, đây là một cái thí dụ cụ thể cho quý vị thấy. Cái hình ảnh mà tôi đưa ra đây đó là một elector, là một đại cử tri đó quý vị. Bà này đó, sau khi mà ông Biden thắng đó, thì vào ngày 14 tới tháng 12, bà đến Sacramento, tức là thủ phủ của California. Quý vị thấy không? Bà đó, trên tay của bà là cái gì? Là cái lá phiếu có chữ ký của bà bỏ cho ông Biden. Đó. Và những người ngồi sau lưng của bà đó, đó là những người còn lại, là 54 người còn lại. Họ có mặt, họ ký tên, họ xác nhận. Và đây là cái ví dụ thứ hai, bởi vì tôi nói về ông Biden mà tôi không nói về ông Trump, thì nhiều người sẽ nói sao mà cứ nói về Biden, đây là ông Trump. Trong trường hợp năm 2016 đó, thì quý vị thấy ông ở tiểu bang Pennsylvania, đây là một đại cử tri đang cầm cái lá phiếu để mà bỏ phiếu cho ông Trump trong năm 2016. Tôi muốn đưa ra những hình ảnh này để quý vị thấy đại cử tri là những con người đại diện cho cái đảng của mình. Nếu mà đảng mình thắng, nếu mà ông thắng tổng thống, thì mình sẽ trở thành một cái người để mà bỏ phiếu cho người đó, cho tổng thống đó. Nếu mà đảng mình thua ông thì coi như là mình không có phải gọi là presidential elector, mà mình chỉ là một cái người đại cử tri của đảng mình mà thôi. Thì nói tới điều này á, thì tôi phải nói tiếp. Những cái người đại cử tri đó, sau khi đó mà họ đến thủ đô để mà ký tên, để mà xác nhận kết quả của bầu cử đó, thì điều đầu tiên đó là họ sẽ phải trao cho họ phải trao cho quốc hội, và họ phải trao cho cơ quan văn khố quốc gia. Họ sẽ gửi đến một nơi mà lưu giữ hồ sơ, và họ gửi đến quốc hội để mà ông phó tổng thống công bố kết quả cuộc bầu cử. Cho nên cái hình ảnh mà quý vị thấy quen thuộc, cái hình ảnh trước ngày bạo loạn đó, ông Mike Pence và bà Nancy Pelosi đứng ra để mà đọc cái lá phiếu cử tri đoàn, đọc danh sách những người này, chứ không phải ông Pence là người có cái quyết định của cuộc kết quả bầu cử. Cái kết quả bầu cử đã định đoạt, bởi vì trước khi, quý vị biết, trước khi mà nhóm đại cử tri này họp á, thì cái ông gọi là Secretary of State, tức là người đứng ra tổ chức tất cả cuộc bầu cử, phải xác nhận cái cuộc bầu cử đã xong. Rồi á, thì ông thống đốc tiểu bang phải ký tên xác nhận cuộc bầu cử đã xong. Thì những người đại cử tri họ mới đến họp, thưa quý vị. Họ mới đến đó để mà họp. Và khi mà họp đó, thì cái giấy tờ của họ, những cái giấy tờ gọi là chứng nhận cái cuộc bầu cử, kết quả của cuộc bầu cử, mà tiếng Anh nó gọi là Certificate of Vote, họ xác nhận điều đó, thì họ đã quyết định rồi. Ông Mike Pence chỉ có đọc mà thôi, chứ không có cái vai trò gì khác cả. Đó. Thì á, bây giờ đó tôi muốn chấm dứt ở đây. Anh Hoàng Bách có những cái gì để mà chúng ta bàn thảo về cái vấn đề mà chúng ta nên hiểu rõ cái phương thức bầu cử. Thì cái đề tài tôi nói tới đây đó, thì quý vị sẽ thấy nó rất là lý thú và phải nói rất là rùng rợn thì đúng hơn. Xin mời anh Hoàng Bách. Dạ vâng, cũng xin nói thêm để cho quý khán giả rõ đó, là mỗi tiểu bang có bao nhiêu dân biểu và liên bang đó, cầm với hai thượng nghị sĩ, thì đó là cái số cử tri đoàn. Ví dụ như ở Cali có 53 vị dân biểu,
và hai vị thượng nghị sĩ thì cử tri đoàn phải là 55 người. Để quý vị thấy, mà khi cử tri đoàn được cử ra của mỗi đảng đó, thì cái số phiếu phổ thông, nếu mà ông Biden hoặc là ông Trump ai thắng phiếu phổ thông đó, thì coi như hầu hết cử tri đoàn nó thuộc về cái đảng của người đó. Cho nên để làm sáng tỏ thêm, bây giờ thưa giáo sư vừa nêu lên cái đại cử tri đoàn rồi, bây giờ giấy chứng nhận, bây giờ tại sao vừa rồi đó chúng ta nghe nó tới 7 tiểu bang họ chuẩn bị họ làm giấy chứng nhận giả để họ cử tri đoàn giả, tức là có cử tri đoàn nhưng mà họ hy vọng là ông Biden sẽ đình trệ lại, qua cái cuộc bạo loạn nó sẽ ngưng lại rồi họ mới đưa cử tri đoàn giả vô đó để tha thế cử tri đoàn thật. Thì cái giấy chứng nhận nó như thế nào, nó tùy thuộc vào ở tiểu bang đó họ có làm giấy chứng nhận họ cử là những cái người đó về về có chữ ký như thế nào, thì mời giáo sư có thể chia sẻ thêm. Dạ dạ, cảm ơn thằng Bách. Tôi quên một cái phần để mà chia sẻ với quý vị, đó là tôi muốn đưa cho quý vị thấy một cái gọi là giấy chứng nhận kết quả bầu cử ở tiểu bang California năm vừa rồi nha. Mời quý vị coi cái giấy chứng nhận này, xong rồi tôi sẽ đi vào trong cái đề tài. Đó, quý vị thấy đây là cái giấy chứng nhận, nó gọi là Certificate of Vote, để mà xác nhận ông Biden là tổng thống của nước Mỹ. Trong đó nó nói rằng đó là chúng tôi là những người ký tên dưới đây là những đại cử tri cho tổng thống và phó tổng thống của nước Mỹ, và đã được nghiêm chỉnh chỉ định bởi tiểu bang California. Và đã coi như là xác nhận ông Biden là tổng thống. Đó, quý vị thấy không? Là 55 phiếu vội đó quý vị thấy. Đây là cái giấy chứng nhận thật nằm ở cái ủy ban lưu trữ hồ sơ. Đó, quý vị thấy dưới đây đó họ ký tên. Đây, 55 người ký tên ở dưới đây. Quý vị thấy nguyên văn. Đây là nguyên văn nha. Mà tôi lấy thẳng từ trong cái National Archives để cho quý vị thấy. Đây là cái giấy chứng nhận. Đó, 55 người ký tên. Quý vị thấy đây là cái người cuối cùng. Quý vị thấy đây là cái người cuối cùng. Cái người cuối cùng là thứ số 55. Và sau đó đóng mộc. Rồi quý vị thấy đó, có trong đó có 6 người đã bị vắng mặt, và 6 người này được thay thế bởi 6 người khác. Đó là những người dự bị, họ để tên những người này ra và đóng mộc và ký bởi chủ tịch của cái gọi là cử tri đoàn. Người này á, không phải là người của đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa nha quý vị. Đây là một người chủ tịch coi chứng nhận xác nhận và lúc đó mà được ký tên bởi Frank Lima, là cái người mà coi như là về thư ký. Đây là cái giấy chứng nhận thật của tiểu bang California. Đó, anh Hoàng Bách, thấy rồi phải không? Dạ, thấy tức rồi. Là ở đây chúng ta nói tới đại cử tri đoàn. Xin lỗi, đại cử tri. Tức là elector đến xác nhận ông Biden đã thắng, họ ký tên vào đó. Rồi những cái giấy tờ này đó mới chuyển đến quốc hội và chuyển đến cơ quan văn khố quốc gia. Đó, đó bây giờ đó thì chúng tôi mới xin ngừng cái share đây. Và để đi vào trong cái đề tài mà tôi cần phải chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, đó là cái vấn đề đảo chính, cái cuộc đảo chính xảy ra bởi những người gọi là cử đại cử tri giả và những cái giấy chứng nhận kết quả cuộc bầu cử giả. Thì tôi sẽ đưa ra hình ảnh. Thứ nhất là tôi sẽ đưa ra cho quý vị thấy trong đây nó có liên hệ tới, phải là trong đây nó có liên hệ tới 7 tiểu bang: Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada và Mexico, New Mexico. Nó liên hệ đến 7 tiểu bang. Thì quý vị biết á, họ đã làm cái gì quý vị biết? Xin lỗi. Cái vấn đề này á, nó được khám phá ra là bởi một cái tổ chức, nó gọi là American Oversight. Đây là một tổ chức phi đảng phái, phi lợi nhuận. Đảng nào mà làm bậy là họ đứng ra tố cáo. Họ lấy được những cái hồ sơ, họ lấy được những cái tài liệu này và họ giao cho
MSNBC để mà đăng tải. Thì quý vị, thì cái điều mà nó xảy ra như thế này là, thưa quý vị, khi mà những cái đại cử tri thật đó, họ đến họp tại thủ đô, chẳng hạn như ở California, như quý vị thấy đó, họ đến Sacramento để mà họp, để mà bỏ phiếu. Thì ở trong 7 cái tiểu bang mà coi như là có đại cử tri giả và vấy giấy chứng nhận giả đó, thì họ làm gì quý vị? Cũng trong cái ngày đó, họ cũng tổ chức buổi họp. Đại cử tri thật họp thì cũng họ cũng họp ở một căn phòng khác, ở cũng trong cái gọi là Capitol, tức là cái tòa building của quốc hội của tiểu bang đó, thì họ cũng họp, anh Hoàng Bạch, họ cũng tổ chức, họ cũng ngồi xuống. À, đặc biệt nhất là Michigan là tiểu bang đầu tiên đó, họ tổ chức âm thầm, họ cũng tuyên bố, họ cũng ăn mừng là ông Trump đã thắng đó. Thành ra đó là cái lúc họ bắt đầu làm việc. Sau khi đó, thành ra đó, cái nhóm thật họp, nhóm giả nó cũng họp, nhưng mà nó họp, nhưng mà những cái người đó không phải, không, cũng không phải là đại cử tri của Đảng Cộng Hòa nữa nhé, thưa quý vị. Họ là những người gì đâu không á, tức là chỉ là đảng viên của Đảng Cộng Hòa đó, mà họ cũng họp. À, thành ra họ họp trong đó, rồi họ cũng tổ chức y chang như vậy. Và cuối cùng như thế nào, thưa anh Hoàng Bách? Đây là một cái thí dụ. Họ họp xong rồi, họ cũng ký tên. Anh nhìn thấy cái bên tay phải không? Cái bên tay phải đó là giấy xác nhận kết quả cuộc bầu cử của tiểu bang Georgia. Cái tờ bên phải đó, cái tờ trắng đó. Anh thấy không? Họ để tên của họ dưới đây. Đó, họ để tên đó. Ký tên đàng hoàng nha quý vị. Trong đó họ để tên. À, rồi đây là cái tờ bên tay trái là cái tờ thật. Cái tờ bên tay phải là tờ giả. Đó, đây là tiểu bang Georgia. Thành ra đó, bây giờ quốc hội có tên những người này. Đây là cái thí dụ thứ hai mà tôi lấy từ MSNBC để trao cho quý vị. Đây là tiểu bang Nevada. Quý vị thấy không? Cũng làm giấy tờ giả. Cũng họp, cũng quyết định tự phong mình là chức là đại cử tri. Đó. Rồi đến cái phần, đây là cái tiểu bang thứ ba. Đây là tiểu bang Wisconsin. Cũng vậy thôi. Đây là cái bên tay trái là cái thật, cái bên tay phải là cái giả. Cũng hội họp, cũng bàn thảo, cũng làm lễ tuyên thệ, coi như là bầu cho ông Trump. Đó, đó là cái thứ ba. Bây giờ cái thứ tư á, là cái giấy chứng nhận giả của kết quả cuộc bầu cử ở tiểu bang Michigan. Đó. Thì quý vị thấy bên tay trái là cái thật, bên tay phải của quý vị là cái giả. Và cái cuối cùng á, mà tôi muốn nêu ra là của tiểu bang Arizona. À, cái bên tay phải là thật, cái bên tay trái là giả. Xin lỗi, cái bên tay phải là giả, cái bên tay trái là thật. À, thì quý vị nhìn chung lại đi. Đây là năm cái thật. Anh Hoàng Bách thấy năm cái thật chưa? Dạ vâng. Năm cái thật nó khác nhau hoàn toàn hết không? Chữ viết nó khác nhau, cái cách trình bày nó đều khác nhau hết. Đúng không? Nó không có giống nhau cái nào có hai cái mọc ở trên, cái mọc có cái không có mọc. Mỗi tiểu bang họ điều hành cái cách họ chứng nhận kết quả cuộc bầu cử, cái giấy đó nó đều khác nhau. Nhưng nếu mà nhìn lại đó, của năm cái tiểu bang giấy giả ta nhìn ra có điều A, điều B, điều C. Đúng không? Cũng một cái chữ trên giống y chang chữ dưới. Nè anh nhìn thấy nè, anh thấy cái B nè, cái này không? Giống y chang, cũng điều A, điều B, điều C. Rồi cái chữ ở phía trên cũng giống y chang nhau hết. Tức là năm cái giả đó nó đều làm từ một cái nguồn gốc ra hết anh Hoàng Bách. Từ một nhóm nó làm ra rồi nó trao cho những cái tên này. Đó, thành ra ở đây chúng ta phải nói rõ ràng đó là có cái thật và có cái giả. Năm cái giả nó đến từ một cái nguồn, từ một cái gọi là tiếng Anh nó gọi là template, tức là một cái cảnh sẵn rồi, mình chỉ điền chữ vô thôi. Và do một cái nhóm người nó điều khiển, ngay cả cái font chữ, cái cách xài chữ đó, nó giống nhau hết. À, trong khi đó anh thấy năm cái thiệt nó đều khác nhau. Nó nói lên điều gì anh Hoàng Bách? Có một cái tổ chức, có một cái nhóm người điều khiển. Đúng không? Đúng không anh Hoàng Bách?
Đúng rồi. Phải có một cái sự việc gì đó. Bây giờ xin mời anh Hoàng Bách chia sẻ, rồi tôi sẽ chia sẻ tới cái đoạn chính của cái chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh. Dạ vâng. À, thưa quý khán giả, thì sở dĩ mà giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc vừa nêu lên đó, giấy giả đó, thì họ in từ một chỗ và họ điều hành từ ở trung ương gỡ xuống địa phương, cho nên nó đồng loạt giống nhau. Còn cái giấy thật đó, thì tùy theo mỗi tiểu bang. Quý vị biết là 50 tiểu bang và 50 quốc gia nó nằm trong liên bang, cho nên những cái điều hành, vận hành về hành chính đó, mỗi tiểu bang nó cũng khác nữa, con dấu nó cũng khác nữa. Cho nên khi mà họ làm đó, điều đó nó nói lên đó, không phải là cuộc ngày 6 tháng 1 là cuộc bạo loạn, mà đây là một cuộc đảo chính dừng bạo loạn đi kèm theo với hành chính, để thấy rõ là có cử tri đoàn có đầy đủ hết. Nó đâu, đây là cử tri đoàn này bỏ để mà có thể che mắt, mà điều này có thể là gì, tước bỏ đi cái quyền công dân của người dân của các tiểu bang đó họ đã bầu. Bởi vì cái điều, cái quyền bầu phiếu là một nghĩa vụ và một trách nhiệm nữa, thì cái nghĩa vụ của họ tức là anh tước bỏ đi, anh không, anh đưa ra cử tri đoàn giả, thì đây là nó nêu lên cái điều gì, nó nêu lên vi phạm cái hiến pháp và tước đoạt, tước bỏ cái quyền của người công dân của mỗi tiểu bang đi. Năm bảy tiểu bang, bảy tiểu bang này là tiểu bang của ông Trump thua, ví dụ như Arizona hay là Georgia là những tiểu bang đỏ, tức là của cộng hòa, nhưng mà kỳ này họ là thua, cho nên họ rất là tức, họ mới đưa ra những cái khiếu nại. Và bây giờ thì Michigan và thống đốc này bà đang điều tra, và 14 người mà giáo sư nói đó là đã có mà ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 đã thẩm vấn họ rồi, thẩm vấn liên tục rồi, thì trong những ngày tới mình biết thêm chi tiết. Bây giờ trở lại với giáo sư để đi vào chi tiết và cái cuộc đảo chính nó xả ra như thế nào, nó có lớp, có làng, có, nó có tổ chức. Chứ quý vị nhiều lúc đó là nó ô đó là cái bạo loạn chứ không có gì là đảo chính hết, đây là cái cuộc đảo chính. Và mời giáo sư. À, dạ cảm ơn anh Hoàng Bách. Thì quý vị, cái câu hỏi đặt ra, hai ba câu hỏi đặt ra đó. Thứ nhất á, là ai tạo ra cái âm mưu này, ai là người mở đầu, ai là người hướng dẫn. Có những cái tin đồn nói là Rudy Giuliani nhưng mà chưa có bằng chứng. Rồi nhất là những cái giấy chứng nhận này từ cái máy computer nào đánh ra, ai là người đưa ra những cái tư tưởng này đó. Đây là những câu hỏi cần phải được trả lời, bởi vì quý vị biết đây là những kẻ phạm tội hình sự, tội nặng hơn những kẻ đã đến biểu tình, đã đập phá cái Capitol. Đó, đây là những cái đầu óc của những kẻ gọi là âm mưu xảo quyệt nhưng mà ngông cuồng. Là thành ra những kẻ này phải được đưa ra trước ánh sáng để mà xử tội. Và xử tội họ nặng ít nhất cũng là tương đương với những người đã tạo ra cái cuộc đổi lộn bạo loạn. Họ không kém đâu quý vị, bởi vì tôi sẽ giải thích tại sao nó quan trọng ở cái phần cuối. Bây giờ đó thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị để trả lời những cái câu hỏi mà ai tạo ra, ai làm ra những cái điều này. Thì tôi mời quý vị nghe một cái đoạn video của dài chừng khoảng 20 giây thôi. Đây là, đó là Bộ trưởng Bộ Tư pháp bà Lisa Monaco đã được coi như phỏng vấn bởi một cái nhà báo của đài CNN. Thì quý vị, đoạn video này nó rất là ngắn, xin mời quý vị nghe nha. Attorney General Lisa Monaco. On the issue you raised in terms of fraudulent elector certifications, as has been reported, we've received those referrals. Our prosecutors are looking at those, and I can't say anything more on ongoing investigations. Attorney General. Thì thưa quý vị, trong cái buổi phỏng vấn của đài CNN với bà Phó Bộ trưởng Bộ Tư pháp đó, bà Monaco đó, thì họ đặt cái vấn đề này ra. Thì bà mới trả lời như thế này: những cái vấn đề ông đặt ra đó, chúng tôi cũng đã nhận được và chúng tôi đã và đang điều tra. Nhưng mà chúng tôi không thể tiết lộ được những cái gì chúng tôi đang làm. Tuy nhiên, tôi xin xác nhận với ông rằng đó, là ông Merrick Garland đã tuyên bố rằng không cần biết người đó là ai, không cần biết cái tổ chức đó là gì. Nhiệm vụ của ông là phải tìm ra sự thật,
và để bảo vệ cái nền dân chủ của đất nước Mỹ. Thì đại khái bà nói những cái điều như vậy. Có nghĩa rằng chúng ta trong những ngày tháng tới đây chúng ta sẽ khám phá ra ai là âm mưu. Và đồng thời đó quý vị thấy cái quan trọng là gì? Là cái quỹ ban đặc biệt Hạ viện đã gửi trắc tòa đến 14 đại cử tri giả. À, 14 đại cử tri giả. Đây là danh sách của họ và tôi không thể đi vào chi tiết từng người một, nhưng mà tôi chỉ nói về những gì, tại sao mà họ đã bị ủy ban đặc biệt Hạ viện mời đến để mà hầu tòa. Thì nó như thế này thưa quý vị. Cái trác hầu tòa này nó gửi đến cho ai quý vị? Nó gửi đến cho những người mà trong những cái lá thư giả, những cái giấy chứng nhận giả mà tôi vừa nêu ra cho quý vị đó, là những người này họ ký tên, họ tuyên bố họ là chủ tịch hoặc là thư ký của nhóm đại cử tri giả. Đó, tức là thí dụ như tiểu bang Arizona họ có 10 cử tri đoàn, nếu tôi nhớ không lầm thì có 10 hay là 6 cử tri đoàn, tôi quên mất rồi. Thì quý vị biết có hai người cuối cùng là một người lại là chairman, là chairperson của cái đại cử tri đoàn và một người là thư ký, như là tôi trình bày cho quý vị. Và tôi xin phép anh Hồng Bách, tôi đã đóng cái đó xuống rồi, tôi đã đóng cái xuống rồi. Thì đó, hai cái người này là quan trọng nhất, bởi vì hai người này là người ký tên xác nhận mấy người kia là đại cử tri đó. Chẳng hạn như bây giờ tiểu bang Georgia chẳng hạn, chúng ta thấy có 16 cử tri đoàn, cái này tôi nhớ chắc là có 16 cử tri đoàn, thì 14 người đó ký tên giả là đại cử tri, nhưng mà hai người đó mà đứng tên xác nhận đây là giấy tờ thật, đây là những đại cử tri thì hai người này bị mời đó. Thành ra đó, những người đó mà bị mời đó là những người từng tuyên bố trong cái giấy chứng nhận giả họ là chủ tịch hoặc là thư ký của cái nhóm đại cử tri giả đó. Đó, thành ra những người này nó quốc hội yêu cầu họ phải nộp cái tài liệu và ngồi xuống để phỏng vấn vào tháng 2 năm nay. Những người ký vào danh sách cử tri giả, tức là những người đó là đây là những đại cử tri giả đó, là những người làm việc cho ông Trump, từng là giúp ông Trump trong những cái cuộc mùa tranh cử, hay là những cái chức vụ nhỏ nhỏ ở trong tiểu bang thuộc về đảng của họ, chẳng hạn như là đại diện cho đảng ở cái quận này quận nọ, thì đây là những cái người đã ký tên vào trong những cái giấy tờ giả. Tức là chúng ta phải phân biệt hai loại. Thì những người này không có bị mời đến hầu tòa, bởi những người này là tép riêu. Mà những người nào tuyên bố tôi là chủ tịch, là thư ký đó, ký vào trong những giấy chứng nhận giả đó, thì quốc hội mời họ đến. Thì mời họ đến đó, thì quý vị thấy đó, tôi muốn đưa ra một cái ví dụ cho quý vị thấy. Ở tiểu bang Arizona, hai người tuyên bố đó là tôi là chủ tịch của cái đại cử tri đoàn, là bà Lorraine và bà Nancy là thư ký. Hai người này tuyên bố như vậy thì hai người này bị mời đến. Và tôi xin trích cho quý vị thấy nguyên văn cái lá thư. Đây là nguyên văn cái lá thư mà quốc hội gửi đến cho họ chỉ cách đây có 2 ngày thôi quý vị, 28 tháng 1. Thì trong cái lá thư này đó quý vị, nó dài chỉ có 2 trang thôi, nó không có dài nhiều, nhưng mà có một cái đoạn rất là quan trọng thưa quý vị, mà tôi muốn tạm dịch cho quý vị thấy. Trong cái lá thư này có hai đoạn quan trọng mà tôi xin chia sẻ với quý vị. Cái điều đầu tiên họ nói nè: Ủy ban đặc biệt Hạ viện tìm kiếm thông tin từ bà, muốn tìm kiếm thông tin từ bà về một số các vấn đề. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bà và chúng tôi không tìm kiếm thông tin về quan điểm chính trị của bà hoặc những nỗ lực của bà trong mùa tranh cử tổng thống năm 2020 nói chung. Có nghĩa là bây giờ bà ủng hộ ông Trump hay là bà là đảng Cộng hòa, chúng tôi không quan tâm đến vấn đề, chúng tôi không thắc mắc về vấn đề đó. Tiếp theo họ nói, đúng hơn,
chúng tôi đang tìm kiếm thông tin về vai trò và sự tham gia của bà trong nhóm đại cử tri dự kiến bỏ phiếu cho Donald Trump. Và trong phạm vi phù hợp, vai trò của bà trong các sự kiện đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Có nghĩa là bà đã tham gia vào cái nhóm này. Bà đã bỏ phiếu cho ông Trump. Bà còn làm những cái gì nữa? Chúng tôi muốn biết. Bà nói tiếp như thế này. Dựa trên thông tin công khai và thông tin được cung cấp cho Ủy ban đặc biệt Hạ viện, chúng tôi tin rằng bà có các tài liệu thông tin liên quan đến Ủy ban đặc biệt Hạ viện về cuộc điều tra của Ủy ban đặc biệt Hạ viện. Ví dụ, theo các tài liệu được gửi đến cơ quan lưu trữ quốc gia, bà đã giả dạng đại cử tri đoàn và đã gặp gỡ các đại cử tri đoàn giả khác vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 để bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Pence, mặc dù là tiểu bang của bà đã đưa ra quyết định cuối cùng rằng Joseph Biden Jr. và Kamala Harris đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2020 và việc bổ nhiệm các đại cử tri đoàn của họ đã được chứng nhận. Đó, đây là cái lý do họ mời tất cả 14 người đó, 14 cái lá thư giống y chang nhau hết nha anh Hoàng Bách. Tôi đã coi, đã đọc mà 14 lá thư không khác nhau ở chỗ nào hết. Và lá thư nó còn viết tiếp như thế này nè, thưa anh Hoàng Bách. Sau đó, phái đoàn gồm các đại cử tri giả ủng hộ cựu Tổng thống Trump và cựu Tổng thống Pence đã gửi một giấy chứng nhận phiếu bầu giả đến Quốc hội để được cựu Phó Tổng thống Pence lưu ý trong vai trò là Chủ tịch Thượng viện trong phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2020. Sự hiện diện của những lá phiếu đại cử tri thay thế được sử dụng như là một lý do để trì hoãn hoặc chặn việc chứng nhận cuộc bầu cử trong phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2022 trên Hồ Bách Tịnh Lộn năm 2022. Đó, đại khái đó. Là 6 tháng 1 năm 21 cho 22 cái ngày là 21. Xin lỗi. Tôi 21 nữa để là tôi đúng. Tôi hay lộn ngày tháng con số, tôi giải toán mà tôi hay lộn số với khổ chứ. Đó thì thưa quý vị thì cái đoạn này nó nói cái gì? Bà đã gửi cái này là cái phần này nó rất là quan trọng nha mà. Bà gửi cái giấy chứng nhận phiếu bầu giả đó đến cho ông Pence. Để mà ông Pence đọc lên. Đó, đây là cái điểm mà tôi muốn nói là tại sao cái cuộc đảo chính này nó lợi hại chỗ đó đó anh Hoàng Bách. Nếu nha anh Hoàng Bách, nếu ông Pence ngày hôm đó ông lấy 7 cái gọi là giấy chứng nhận phiếu bầu đó, giấy chứng nhận kết quả bầu cử giả này mà ông đọc lên. Ông đọc lên thì họ anh nước Mỹ nó loạn không? Nó còn loạn hơn cả cái cuộc biểu tình nữa, anh đồng ý không? Cái loạn này nó sẽ kéo dài. Bởi vì sao? Tức là ông Pence lấy những cái lá thư giả này. Nếu mà ông Pence là người ngu xuẩn hay là ác độc hay là phò Trump điên cuồng á, ông lấy cái lá thư giả này, ông nói nó là lá thư thiệt, ông đọc lên thì hỏi anh Hoàng Bách cái nước Mỹ nó sẽ ra như thế nào? Hả anh Hoàng Bách? Anh nghĩ đi, nó sẽ như thế nào? Cái cuộc nổi loạn á, ngày 6 tây tháng 1, nó không khó so được. Không biết ngày hôm đó mình nếu mà ông làm như vậy thì bây giờ nước Mỹ nó sẽ ra sao nào mà. Thành ra đó, cái ý tôi muốn nói ở đây đó, cái câu cuối cùng này là cái câu nó đánh giá cái âm mưu đảo chính này nó nguy hiểm, nó tệ bại và nó lưu manh như thế nào. Đó, ông Mike Pence á, bây giờ ông nói tôi đâu có biết, gửi tôi sao tôi đọc vậy thôi. Thì lúc đó làm sao? Tranh kiện xảy ra đúng không? Biểu tình xảy ra, nội loạn xảy ra, rồi đó bên thì nói giả, bên thì nói thật và bên mà giả là nói thật. Đây là cái lý do tại sao mà tôi muốn quý vị khán thính giả của chúng ta đó
để ý. Đây là một cái việc làm rất là tai hại của những kẻ phò trong. Đây là những kẻ có học thức, có thể là luật sư, có thể có những hiểu biết luật pháp, chứ không phải là những kẻ mà đội mang nón, đội hình bò trâu của đội vô, rồi mang cờ, rồi tới lá, la hét sùm. Không phải, đây nó là nguy hiểm. Đây là cái thành phần mà gieo cái độc hại cho những kẻ đó. Xin mời anh Hoàng Bách. Và đây là chấm dứt cái chương trình chia sẻ của tôi hôm nay đó. Dạ vâng, qua sự trình bày của giáo sư đó, và trước đây chúng tôi đã nói là Tổng thống Joe Biden hoặc là các cơ quan truyền thông mà có liêm sĩ đó, họ đều nói là cái nền dân chủ của Mỹ rất là mỏng manh. Nếu như là giáo sư lập luận đó, nếu ngày 6 tháng 1 cuộc biểu tình bạo loạn như đó, rồi ông Mike Pence, may là ông đi theo đúng hiến pháp, tức là chứ không thì ông lấy cái danh sách này ông đạp ông cái cuộc bầu cử nó như vậy. Trong khi đó thì Donald Trump đưa ra cái lệnh hành pháp là yêu cầu bên Bộ Quốc phòng tịch thu các cái máy, tức là làm trì trệ. Rõ ràng là chúng ta khai tử cái nền hiến pháp của Hoa Kỳ, nền dân chủ của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1. Đây là cái trời thương, phải nói là trời rất là thương nước Mỹ, mặc dù đã chông gai như vậy, đã qua những thử thách mà chúng ta thấy thử thách từ ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11 kéo dài cho tới ngày 6 tháng 1, tức là ngày cơ đó là vị tổng thống xác nhận các phiếu cử tri đoàn của các 50 tiểu bang. Ông cái vai trò của ông là vai trò về hành chánh, tức là ông chỉ kiểm phiếu và những người đạp trong thùng phiếu lấy ra rồi đạp từng tên tên, sau đó ông chứng nhận cái chuyện này là đúng như vậy để mà ký tên và xác nhận cái người thắng cử. Ông không phải là người có quyền hành để lật ngược cái thế cờ, cho nên ông Trump trong những ngày đó, một ngày vào sáng ngày 6 tháng 1, ông Trump còn nói ông, nếu mà tôi biết ông mà không có đảo lộn như thế này thì tôi rất là tiếc là nhận ông là người bạn, mà nhận ông đứng trong liên danh phó tổng thống. Cho nên tất cả những cái điều này phải nói là nước Mỹ rất là may mắn. Mà cũng may là ông Mike Pence, ông trước đó ông đã đi hỏi nhiều người, kể ra ông Al Gore, ông nói là tôi có quyền đảo lộn hay thế này có cuộc bầu cử không. Ông nói không, cái nhiệm vụ của ông chỉ là xác nhận về thủ tục hành chính để chứng minh ông là người đứng ra để chứng minh quan sát để đạt cái danh sách đó, chứ ông không có cái quyền gì mà gọi là đảo lộn hay là lầm ngược là hết, hay là bác bỏ cái chuyện đó hết. Tất cả những sự kiện này để chúng ta thấy là cái nền dân chủ nó quá mỏng manh, nhưng mà chúng ta may mắn là đã vượt qua những cái thăng trầm đó. Cho nên những ai mà đi hỗ trợ thì đến ngày hôm nay chắc là họ cũng ngộ ra rằng cái chuyện đó là chuyện rất là sai lầm. Nó phá hủy đi nền hiến pháp của Hoa Kỳ mà suốt đến mấy trăm năm vừa qua. Thì bây giờ nếu mà giáo sư nói hết á, thì giáo sư sẽ kết thúc cái chương trình này như thế nào để qua chúng ta phải trình bày với quý khán giả của chúng ta. Nhiều người lo âu, nhiều người nói ô không, cái đám dân chủ nó xuyên tạc chứ làm gì có cuộc đảo chính. Nhưng mà rõ ràng chúng ta phải có đảo chính, và càng ngày nó hé lộ nhiều điều nữa mà tất cả an toàn bạch áp như ông mặc mấy đồ, ông biết những cái diễn tiến như thế nào, nhưng người nào là điều hành ra làm sao, rồi họ họp ở một cái khách sạn trước đó mấy ngày quy ra thì phải để mà chuẩn bị. Thì tất cả những cái sự chuẩn bị đó cho thấy như là những người Otipper đó, đến ngày hôm nay là cái người mà trưởng ở nhóm Otipper đó muốn tại ngoại hầu tra nhưng mà tòa cũng không cho. Thì tất cả cái điều này đó chúng ta thấy là nó có tổ chức, nó có lớp, có lan, rồi ai cung cấp tiền, rồi từ ngày đó. Nói như vậy, chúng ta thấy là những cái diễn biến như ngày vừa qua, ai cũng biết là những con cá nhỏ đã xa lưới. Bây giờ họ muốn con cá lớn là ai? Ai là người chủ mưu mà hồi nãy giáo sư cũng nhắc rồi, ai đã làm cái giấy giả này, ai đã tổ chức như cái này, ai đã in những cái giấy in mà gọi là mạo nhận để mà nó đây là cử tri đoàn chính thức. Xin mời giáo sư có thể kết thúc để chúng ta thấy là cái bàn cờ nước Mỹ đều là may mắn cả. Thưa giáo sư. Nó thật ra đó anh Hồng Bách, cái đây là một cái điều rất là đáng buồn cho cái đất nước Mỹ. Tôi cảm thấy rất là xấu hổ. Trước đây tôi rất là hãnh diện về cái gọi là cái trình độ văn hóa chính trị của người Mỹ và cái tôn trọng tự do dân chủ của họ như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là mộng tan tành. Bởi vì đó, mình có thể hiểu được những cái người mà họ không có học thức nhiều, họ là những cái thành phần quá khích, điên cuồng,
họ thực hiện những cái điều biểu mà xuống đường biểu tình như vậy thì họ đáng bị trách. Nhưng mà thưa quý vị, những kẻ mà đứng sau lưng ông Trump đó là những kẻ rất là tội bại. Họ chỉ có âm mưu dùng những cái người này như là con vật hy sinh, con vật tế thần để mà họ đạt được cái mục tiêu. Những người như DeSantis hay là Greg Abbott hay là Jim Jordan, đó, những dân biểu mà thượng nghị sĩ đó, đi làm trái ngược lại những cái gì mà một người cha, một người mẹ muốn làm cho người con, chẳng hạn như chích vaccine, chẳng hạn như bịt mặt nạ, chẳng hạn như giúp đỡ người nghèo. Thì những người này đó, họ làm ngược lại hết, nhưng mà vẫn có những người ủng hộ. Nhưng mà cái tin tức mà tôi vừa đưa ra hồi nãy đó, anh Hoàng Bách, mà lúc mở đầu đó, là cho dù rằng ông Biden ông có thấp, cái sự ủng hộ ông đang xuống thấp, không phải vì ông, bởi vì lạm phát và bởi vì COVID-19. Nhưng mà ông vẫn còn được ủng hộ hơn là DeSantis và hơn là Trump. Cái bản chia sẻ ngày hôm nay của tôi đó, thì tôi hy vọng quý vị coi tới coi lui, quý vị nên tìm hiểu rõ về cái hệ thống bầu cử tổng thống của Mỹ. Và nếu quý vị có những gì thắc mắc đó, thì tôi sẽ cố gắng giải đáp. Nếu không giải đáp được, tôi sẽ tìm hiểu để mà giải đáp cho quý vị. Nhưng cái điểm chính ở đây đó quý vị, hai cái điểm chính mà tôi muốn nói đó, là những người này họ ngông cuồng đến nỗi đó, họ tổ chức một cái buổi họp giả mà họ họp y chang như thật vậy đó, họ ngồi đó, họ cũng nói là ông Trump thắng, rồi họ cũng ký tên, họ làm những cái chuyện như vậy đó. Những cái chuyện này phải suy nghĩ, phải tính toán, phải bỏ thời gian, chứ không phải là đi ra một ngày đâu, phải thời gian này qua thời gian kia. Thành ra đó, phải có một cái sự khuyến khích, phải có một cái tổ chức, phải có một cái âm mưu nào do những nhân vật lãnh đạo cao cấp để mà hành động cái điều này. Có thể là ông Trump đứng ra làm những cái chuyện như vậy, sai những người dưới quyền. Thành ra đây là một cái điều mà tôi mong đợi hơn hết, và tôi mong rằng đó sẽ khám phá ra những người này nó còn quan trọng hơn những người đang bị ngồi tù, bỏ tù những tên này, thì hy vọng người dân Mỹ mới sáng suốt ra thì nước Mỹ mới thay đổi được đó, thưa anh Hồng Bạch. Dạ vâng, cũng xin nói thêm đó là ngày hôm qua thành phố Cairo, tức là cách Houston này khoảng 40 dặm, thì có cái cuộc nói chuyện của ông Donald Trump ở đây. Và khi ông phát biểu thì ông nói là nếu mà năm 2024 mà ông thắng cử thì ông sẽ ăn xá tất cả những người biểu tình vào ngày 6 tháng 1. Quý vị thấy không? Biểu tình là phản loạn, biểu tình là đổ chánh, mà bây giờ ông nói là ăn xá tất cả những người này. Và một cái điểm mà chúng tôi muốn thêm đó, bằng tính cái thời sự, thì chúng ta biết là Nga và Trung Cộng ngày hôm nay họ muốn chia trí ông Biden. Và ông Biden bây giờ hiện tại đang gánh lên vai đối đầu nhiều cái vấn đề rất là quan trọng. Ở Ukraine thì hơn 100.000 quân đội của Nga dập theo biên giới, và họ bây giờ thì Tổng thống Biden phải tăng cường quân số để có thể gửi tới Âu Châu thôi, không gửi tới Ukraine, nhưng mà gửi tới Âu Châu để bảo vệ. Trong khi đó thì Trung Cộng họ đang nghĩa là đưa máy bay vào ở trên Đài Loan, tức là họ bay trên bầu trời, tức là cái khu vực của Đài Loan, 39 chiếc máy bay. Bắc Hàn thì là bắn thử trong vòng một tháng mà bắn 7 quả tiễn tầm xa. Tất cả những cái sự gì họ đặt cái vấn đề là ông Joe Biden phải đấu đầu trong cái vấn đề quốc nội, đấu đầu với Đảng Cộng Hòa, đấu đầu với cái sự chia rẽ, đấu đầu với lạm phát, đấu đầu với nhiều cái vấn đề và giá leo thang, cũng như là vấn đề các cái hạ tầng cơ sở, các cái đạo luật cũng chưa thông qua, ông đang điên đầu. Thì ở bên ngoài nó chia trí, để quý vị thấy là nước Mỹ đó, chúng ta phải nhìn vào cái vấn đề là cùng nhau để bảo vệ. Giáo sư Quốc hay bất cứ ai nói cái điều gì, hay là bất cứ ai, mỗi người trong chúng ta, ông giáo sư Quốc ông có cái khả năng này, ông trình bày cái vấn đề này, thì quý vị nghe ủng hộ làm sao để mà chúng ta cùng trao đổi, chúng ta giới thiệu với nhiều khán thính giả khắp nơi, để chi, để không phải là để cho cái view nó lên, mà để chúng ta hỗ trợ cái tinh thần và quản diễn những cái tài liệu, những cái tin tức chính xác để chúng ta bảo vệ nền dân chủ này. Chỉ có mong ước được như vậy. Bây giờ giáo sư kết thúc chương trình. Dạ. Cảm ơn anh Hồng Bách. Trước khi kết thúc chương trình thì tôi xin bổ túc thêm cái việc mà ông Trump đến
tiểu bang Texas ra Hồng Bách. Thì mục đích của ông đến là để kiếm tiền thôi. Bởi vì đó, tờ Houston Chronicle đã thông báo đó là đó, sau cái buổi mà ông nói chuyện đó, ở downtown đó, thì phải mua vé 100 đồng tới 200 đồng. Nhưng mà muốn ăn trưa với ông đó, anh Hoàng Bách, là 100 ngàn đồng. Okay. Anh đến con rô đó, ngồi ăn trưa với ông 100 ngàn đồng. Và cái người đứng ra tổ chức này là phó thống đốc Dan Patrick. À, không phải chấm dứt ở đây đâu, anh Hoàng Bách. Sau khi ăn trưa rồi đó, thì sẽ có một buổi họp ở Conroe. Buổi họp này đó, anh muốn tham gia đó là 5.000. Muốn ngồi xuống họp với Trump, với lại Dan Patrick, với lại Greg Abbott đó, thì phải bỏ 5.000. Không chấm dứt ở đây đâu nha, Hoàng Bách. Rồi mà muốn ngồi chung trên cái bàn họp đó, tức là nếu mà anh ngồi dưới là làm khán giả đó, thì anh đóng 5.000. Còn anh mới ngồi lên, ngồi chung gần Trump á, chụp hình với Trump á, là ít nhất là 50.000. Là cái người mà đứng ra tổ chức là ông Ken Paxton. Tại sao ông Trump lựa chọn Conroe? Anh không biết tại sao. Ông lựa chọn cái Conroe, tức là nằm phía bắc của Houston á, là tại đây 70% đã bỏ phiếu cho ông. Thành ra ông cần phải kiếm đám đông, cần phải kiếm những người có tiền đến và sẵn sàng chết vì ông, nó bỏ 5.000, bỏ 100.000, bỏ 50.000 thì ông phải tổ chức ở đây. Chứ còn nếu mà ông tổ chức ở Houston đó, thì ta thấy không, dân Houston là dân chủ không à? Harris County là dân chủ không, thành ra ông phải đi lựa một cái địa điểm để mà đông người tới, có cả 10.000 người đó nha anh Hoàng Bách. Thì ông mới kiếm được tiền và mới được chụp hình và mới được cho mọi người thấy là người ta ủng hộ. Nhưng mà thật sự ông đến cái vùng đất của ông thì đương nhiên người ta ra đông là cái chắc rồi. Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ. Nhưng mà tôi xin chấm dứt chương trình ở đây là một lần nữa tôi mong quý vị đừng quên subscribe cho Hoàng Bách Channel. Đừng quên bấm like. Đừng quên nhất là chia sẻ những cái tin tức này với bạn bè. Bởi vì chúng tôi nói mà có người nghe, dù rằng chống đối hay ủng hộ, nó cũng rất là quan trọng. Share, like và subscribe là những cái yếu tố để giúp chúng tôi có thể chuyển tải cái chương trình này nhiều hơn. Bởi vì tôi biết rằng là chỉ có 1/4 quý vị đang xem chương trình ngày hôm nay subscribe thôi, tức là 75% chưa quên vấn đề subscribe. Và chúng tôi hy vọng là quý vị làm điều đó thì YouTube họ sẽ dùng cái phương thức để mà chuyển tải những tiếng nói của chúng tôi, của Người Việt Channel đến cho nhiều người hơn. Đó là điều tôi tha thiết mong đợi sự ủng hộ của quý vị. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc. Và chúng tôi cũng xin thưa là căn nhóm của anh em La Madeleine có lập một cái Facebook chung, tức là Facebook là Người Việt Channel. Nếu quý vị vào là trở thành group đó, để mà chia sẻ chung rộng rãi bất cứ cái tin tức nào. Và cũng xin thưa là trước đây trên Hoàng Bách Channel chúng tôi có vào khoảng gần 14.000 người subscribe, nhưng mà bây giờ chỉ mới đâu có 2.300 người thôi. Thành chúng tôi cũng mong quý vị subscribe để những chuyển đải những thông tin này rộng rãi đi khắp nơi. Thưa anh và thưa quý khán giả, ông Trump là lúc nào cũng gây quỹ, cho nên ông nói năm 2024 và chúng tôi có thể là năm 2024 sẽ là tổng thống thứ 47. Cái cách nói của ông là cái cách để mà làm sao để những người làm tiền. Thưa quý vị, ở Harris County, ở các cái thành phố lớn đó, ở tiểu bang gọi là tiểu bang Texas này đa số là Cộng hòa, nhưng mà thành phố lớn là dân chủ, như Harris County là dân chủ. Cho nên Conroe là một cái thành phố mà nó ở ngoại ô, nó ở ngoài nhỏ, nó đi trên đường đi Dallas thì cách khoảng 40 dặm, cho nên đa số là những người mà ở miền quê thì họ ủng hộ ông Trump. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình và chúng tôi cũng xin nhắc là vào khoảng 11 giờ trưa mai, 11 giờ trưa mai tức là 12 giờ giờ giao thừa ở bên Việt Nam thì chúng tôi có một cái chương trình gọi là đón mừng xuân nhâm dần. Và quý vị nếu mà thương giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc, quý vị sẽ nghe giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc sẽ hát một bài mừng xuân nhâm dần. Đến đây thì chúng tôi xin kính chào quý vị và xin hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Chào giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc.
Dạ cảm ơn Hòa Bách và xin hẹn gặp lại ngày mai trước chương trình lần tới với anh Hòa Bách. Xin hẹn gặp lại ngày mai vào lúc 11 giờ Houston, 9 giờ California và 12 giờ đêm bên Việt Nam và là 12 giờ trưa ở bên New York. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ngày mai.